Trong một trận đấu bóng chiều 16 tháng 8 trên sân Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, cả huấn luyện viên và các cầu thủ của đội bóng phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả đã đuổi đánh trọng tài điều khiển trận đấu. Cụ thể, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8, trong trận đấu giữa hai đội bóng đá nam của phường Cửa Ông và phường Cẩm Thạch, trong khuôn khổ giải bóng đá Cúp Bái Tử Long 2022 đã xảy ra xô xát giữa các cầu thủ, huấn luyện viên của đội phường Cửa Ông với trọng tài điều khiển trận đấu. Theo video clip ghi lại, cả huấn luyện viên và các cầu thủ của đội bóng này đã đuổi đánh trọng tài điều khiển trận đấu. Vụ việc chỉ dừng lại khi có nhiều người khác phải vào can thiệp. Ngay sau trận đấu kết thúc, Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả đã có cuộc họp gấp để xử lý vụ việc bởi những hành động trên của huấn luyện viên và các cầu thủ đội bóng Cửa Ông đã ảnh hưởng xấu đến phong trào văn hóa, thể thao nói chung và kết quả của giải đấu nói riêng. Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả đã giao công an thành phố triệu tập huấn luyện viên và các cầu thủ của đội bóng phường Cửa Ông có hành vi hành hung trọng tài lên làm rõ sự việc, kịp thời răn đe, giáo dục, không để tình trạng trên tái diễn trong các trận tiếp theo. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Cửa Ông giải trình, làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm xử lý nghiêm lãnh đạo đội bóng và các cầu thủ có hành vi phi thể thao nêu trên, báo cáo về Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả trước ngày 18 tháng 8. Giải bóng đá Cúp Bái Tử Long là giải bóng đá phong trào của thành phố Cẩm Phả, dành cho các đội bóng đá nam của cấp phường, xã trên địa bàn thành phố nhằm tăng cường giao lưu, học hỏi, giải trí và rèn luyện sức khỏe. Giải năm nay đang bước vào giai đoạn vòng loại,